Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần phân tích thời sự, vẫn nhắc lại quý vị về cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại tiểu bang Virginia vào tuần tới. Và trong đó thì chúng ta có một ứng cử viên gốc Việt là đại tá Cao Hùng sẽ ra tranh cử đại diện cho địa hạt 10. Và mong rằng tất cả đồng hương chúng ta cũng như các anh em MAGA ở địa hạt 10, mong quý vị sẽ tràn ra đường, gõ cửa từng nhà, từng cơ sở thương mại và đi bỏ phiếu ủng hộ cho đại tá Cao Hùng. Riêng những quý vị ở những nơi ngoài địa hạt 10 và trên tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ, quý vị có thể đóng góp tài chánh cho đại tá Hùng Cao để tranh cử lần này. Và qua trang web của anh là hungcaoforcongress.com nằm ngay trên màn hình của quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì Phong lại bước qua cái phần phân tích thời sự. Quý vị, sáng ngày hôm nay Phong đã đưa tin về việc mà Tổng thống Joe Biden đã ký chính thức biến thành đạo luật về ủng hộ cho Đài Loan có vai trò là quan sát viên trong Đại hội đồng Y tế Thế giới. Đi qua bản tin trước, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu đi vào phân tích xem chuyện gì sẽ xảy ra và những bước kế tiếp như thế nào trong cái chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ trong chiến lược Indo-Pacific. Quý vị, trong ngày 13 Tây thì ông Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật để ủng hộ cho vai trò của Đài Loan vào cái Tổ chức Y tế Thế giới thông qua cái Đại hội đồng Y tế Thế giới. Và trong đó thì cái luật này vốn đã được thông qua từ Thượng viện tháng 8 năm ngoái và tháng 4 vừa rồi họ mới đưa xuống sàn Hạ viện. Tháng 8 năm ngoái thì Thượng viện đa số đã được thông qua với cái tên của dự luật này là S-812. Và là tức là chữ Thượng viện đó quý vị. Và trong đó là sẽ chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát triển những chiến lược để thúc đẩy Đài Loan trở thành vai trò chính thức ở trong cái Đại hội đồng Y tế Thế giới. Đó là vai trò quan sát viên, nơi được xem là quyết định của cái Tổ chức Y tế Thế giới và tăng cường cái tiếng nói của đảo quốc này trên chính trường quốc tế. Đài Loan vẫn là một quốc gia có cái sự đóng góp trong cái cộng đồng sức khỏe của quốc tế. Và trong năm 2020, họ đã thành công ngăn chặn được đại dịch và đã chia sẻ rất nhiều những cái kỹ thuật ngăn chặn đại dịch này cho những quốc gia khác. Cũng như là Đài Loan đã đóng góp cả triệu những cái vật dụng và phương tiện y tế cá nhân cho nhiều quốc gia cần thiết trên thế giới. Đài Loan cần phải có sự hiện diện trong cái tổ chức này. Và người giới thiệu dự luật trên sàn Thượng viện là ông Bob Menendez, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại New Jersey và là chủ tịch của Ủy ban đặc trách về đối ngoại của Thượng viện. Dự luật này thông qua hồi tháng 8 năm ngoái và được chuyển tới sàn Hạ viện vào tháng 4 và được bỏ phiếu gần như là đa số tuyệt đối tại Hạ viện. 425 phiếu yes và không có phiếu nào chống cả. Trong đó thì cả hai thượng nghị sĩ ở trên sàn Thượng viện cho biết rằng là đây là một trong những cái cuộc ký kết trước khi có cái phiên họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva vào ngày 22 Tây sắp tới đây, kéo dài cho tới ngày 28 Tây ở Geneva. Và trong đó thì Đại hội đồng Y tế Thế giới lại sẽ phải thảo luận vai trò của Đài Loan. Ok quý vị, đó là cái bản tin mà tôi đã loan cho quý vị vào sáng ngày hôm nay. Như vậy thì giống như tôi đã nói với quý vị là chính quyền của Joe Biden dù muốn dù không vẫn phải xác nhận cái tư thế quan trọng của Đài Loan trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ, gồm cả kinh tế, sức khỏe công cộng và kể cả vấn đề quân sự. Vào tuần trước thì 20 nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã viết thư yêu cầu ông Joe Biden ghé ngang qua đảo quốc Đài Loan trong chuyến công du từ ngày 20 tới ngày 24 Tây tháng này ở tại Nam Hàn và Nhật Bản. Thì họ yêu cầu ông Joe Biden ghé qua đảo quốc Đài Loan, tức là họ tăng áp lực với chính quyền Joe Biden là càng đi tới mức gọi là thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập không dính dáng gì tới Trung Quốc. Thì quý vị, câu chuyện này cho thấy rằng là Hoa Kỳ đang dần dần tháo hết tất cả những cái rào cản để cuối cùng họ sẽ đi tới quyết định là xóa đi cái bản đồng thuận năm 1982 là một nước Trung Quốc. Và
họ tất cả những cái luật bây giờ nó được đưa ra dựa trên cái căn bản mà cái luật đã được ban hành năm 1979 khi mà chính quyền của Jimmy Carter cắt bỏ cái mối quan hệ của Đài Loan để kết nối bang giao với Trung Quốc, thì Quốc hội Hoa Kỳ thời điểm đó do Đảng Cộng hòa nắm đa số đã thúc đẩy cái dự luật gọi là Taiwan Relation Act để mà kiềm chế không để cho chính quyền Jimmy Carter đi quá trớn trong việc mà kết nối bang giao với lại Trung Quốc. Và bây giờ tất cả những cái luật lệ được ra sau này của Quốc hội Hoa Kỳ đều dựa trên cái căn bản của đạo luật quan hệ với Đài Loan năm 1979. Và quý vị thấy rõ ràng họ đã tháo gỡ hết. Thì quý vị bây giờ chỉ còn một cái bước cuối cùng là xóa bỏ cái bản đồng thuận One China Policy hay còn gọi là One China Principle để tiến tới việc thừa nhận cái độc lập của Đài Loan. Thì quý vị, đây sẽ là một cái thách thức của Tập Cận Bình nếu như mà Joe Biden đi cái bước này. Bây giờ tôi chưa dám khẳng định ông Joe Biden có dám tới Đài Loan trong cái chuyến công du Ả Châu sắp tới hay không. Nhưng điều chắc chắn ông ta sẽ đưa thêm một cái bước gọi là thách thức đo lường đối với Cộng sản Trung Quốc. Có thể ông ta sẽ không tới, nhưng ông ta sẽ phái một viên chức cao cấp trong nội các. Có thể là Thứ trưởng Ngoại giao, có thể là Bộ trưởng Ngoại giao và cũng có thể là Thứ trưởng Quốc phòng viếng thăm Đài Loan. Trong nội các của ông ta, tôi không nói quốc hội, tôi nói nội các của ông ta thôi quý vị nha. Và ông ta sẽ tiếp tục những cái bước đo lường từ từ đi tới việc tháo gỡ. Tức là họ xét ra một cái timeline, một cái thời hạn để tháo gỡ. Nhưng từ đây tới đó, họ sẽ đi từng bước một để đo lường cái phản ứng của Trung Quốc và để cân đo đong đếm trước khi họ đưa tới cái quyết định mạnh mẽ hơn. Thì đây rõ ràng là một trong những cái bước mà chính quyền Joe Biden phải làm. Và tôi nghĩ rằng từ đây cho tới khi mà tái tranh cử của Joe Biden lần thứ hai và chấm dứt nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn sau hai nhiệm kỳ là năm 2024, Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Không phải tuyên bố độc lập mà sẽ được Hoa Kỳ thừa nhận vai trò độc lập. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, Đài Loan đang là một cái vị trí rất quan trọng trong cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ. Và tại sao Joe Biden, một kẻ dễ thỏa hiệp, lại phải tiếp tục duy trì cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc và phải tiếp tục mở cửa với Đài Loan? Bởi vì đó là cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Đài Loan đang đóng một cái vai trò, nhiều vai trò quan trọng mà Hoa Kỳ không thể bỏ mặc được. Không thể bỏ mặc được. Thứ nhất là cái vị trí của địa thế của Đài Loan trước mặt Trung Quốc là có thể cản trở cái việc Trung Quốc bành trướng ra ở trong Thái Bình Dương. Thì cái vị trí về quân sự chúng ta đã bàn trong rất là nhiều rồi quý vị. Thì tôi không nhắc lại cái vị trí quân sự và cái địa thế của Đài Loan ở trên mặt biển nữa. Về kinh tế, Đài Loan là nền kinh tế lớn hàng thứ 21 trên thế giới, tức là kinh tế có 20 nền kinh tế lớn nhất thì Đài Loan lọt số 21. Thì quý vị, có nghĩa là kinh tế của Đài Loan có một cái nền kinh tế mạnh có thể hỗ trợ phối hợp với Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản để tạo ra một cái thế lực đối trọng kinh tế với Trung Quốc tại Á Châu. Với sự hỗ trợ của Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn. Do đó, về mặt kinh tế, Đài Loan lại là một quốc gia có cái nền kinh tế mạnh và đồng thời họ lại sở hữu những cái phát minh kỹ thuật mà trong lúc cộng đồng quốc tế đang cần, như là semiconductor hay là chip điện tử. Thì quý vị, đương nhiên cái khúc này là khúc giai đoạn. Cái sự thiếu hụt của semiconductor chỉ là giai đoạn thôi. Nó giúp cho nền kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Nhưng nó không phải là cái một cái yếu tố lâu dài. Cái yếu tố lâu dài là toàn bộ nền kinh tế của Đài Loan đang đóng một vai trò quan trọng ở khu vực. Quý vị thấy Đài Loan là nền kinh tế mạnh so với những quốc gia ở Đông Nam Á. Thì Đài Loan lại là cái gạch nối kinh tế của Đông Bắc Á và Đông Nam Á, ngoại trừ cái chiến lược quân sự ra. Thì các quốc gia Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan nếu trở thành những đối tác kinh tế của Hoa Kỳ trong cái chiến lược mà ông Joe Biden đưa ra gọi là IPEF, tức là một cái framework, một cái hệ thống kinh tế mậu dịch theo cái chiến lược Indo-Pacific gọi là Indo-Pacific Economic Framework. Thì quý vị, đây là cái chiến lược và Đài Loan đang được cân nhắc trong cái vai trò này. Nhưng mà họ sẽ nhận Đài Loan. Tại vì Joe Biden ở thế là phải củng cố cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan để gây dựng lòng tin của các quốc gia tại Á Châu, nhất là trong giai đoạn này.
Thì trong giai đoạn này, Trung Quốc đã ký một cái thỏa ước về an ninh với quần đảo Solomon, sẽ không bảo đảm những cái đảo nhỏ khác ở Nam Thái Bình Dương sẽ tiếp tục ký với Trung Quốc và tạo cho Trung Quốc có cái chân ở dưới Nam Thái Bình Dương. Mà ở dưới đây quý vị, các đảo quốc này vốn là ban giao với Đài Loan, trừ cái hai cái đảo quốc là Solomon và Subagati, là hai cái đảo này vào năm 2020 họ hủy bỏ ban giao với Đài Loan, kết nối với Trung Quốc. Còn lại tất cả những đảo quốc khác đều bắt tay với Đài Loan và thừa nhận cái độc lập của Đài Loan. Do đó, Hoa Kỳ phải củng cố mối quan hệ với Đài Loan để mà trấn an những quốc gia này, để những quốc gia này không bỏ Đài Loan đi với Trung Quốc và tạo cơ hội cho Trung Quốc lấn sân xuống Nam Thái Bình Dương, nơi nằm dưới tầm ảnh hưởng của New Zealand, của Úc và của Đài Loan. Đó là cái thứ nhất về cái chiến lược ngăn cản Trung Quốc bành trướng ra Á Châu Thái Bình Dương. Do đó, Joe Biden phải đi tới cái giai đoạn thừa nhận sự độc lập của Đài Loan. Thứ hai là việc thuyết phục các quốc gia tại Á Châu, đặc biệt là khối Đông Nam Á. Quý vị thấy cái cuộc họp vừa qua ở tại tòa Bạch Ốc của 8 quốc gia trong số 10 quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã không có một cái thông cáo chung. Không có một cái thông cáo chung, tức là cũng chỉ ngồi xuống nói chuyện xong rồi mạnh ai nấy tan hàng. Họ không đạt được một cái sự đồng nhất trong cái nghị trình. Ngoài kể cả cái việc mà lên án Nga ở tại Ukraine cũng không thành công luôn. Thì quý vị, do đó cái cuộc họp của ông Joe Biden với lại khối ASEAN đã đổ vỡ. Nói một cách là đổ vỡ thì không đúng. Nhưng mà nếu mà nói là không đạt được cái mục tiêu mà Joe Biden đặt ra, tức là cố gắng thuyết phục các quốc gia Á Châu tách rời nền kinh tế của Trung Quốc. Thì quý vị, những quốc gia này ngoại trừ Việt Nam, Lào, Campuchia là ba quốc gia lệ thuộc trực tiếp vào Trung Quốc. Những quốc gia còn lại vẫn là 50-50, 60-40 hay 70-30 lệ thuộc vào cái nền Trung Quốc. Tức là 30% là lệ thuộc Trung Quốc, 40% hoặc 50%. Như là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, những quốc gia này. Thì quý vị, những quốc gia này vẫn còn đang lấn cấn cái chính sách của Hoa Kỳ. Họ vẫn đưa cặp mắt nhìn vào Đài Loan. Tại vì khi mà Joe Biden thúc đẩy mạnh mẽ cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ và kêu gọi các quốc gia giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc và tiếp cận với Hoa Kỳ để có thể nối kết lại, thì họ đặt ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, liệu các anh có bỏ rơi chúng tôi giống như năm 1997 hay không? Năm 1997 là dưới thời Clinton, ông ta bỏ rơi hoàn toàn Á Châu để tập trung vào thị trường Trung Quốc và bắt đầu khởi động mạnh mẽ cái chiến lược toàn cầu hóa của ông ta. Bỏ rơi toàn bộ các quốc gia Á Châu. Do đó, những quốc gia Á Châu sẽ đặt lại câu hỏi về cái việc này. Và thứ hai, họ nói Đài Loan đang có một cái vị trí quan trọng như vậy mà tới giờ phút này các anh còn không dám thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan, thì làm sao thúc đẩy chúng tôi đứng về phía các anh để đối đầu với Trung Quốc, hay ít nhất là tách rời khỏi lệ thuộc ở Trung Quốc. Thì quý vị, hai câu hỏi này là những quốc gia Á Châu sẽ đặt vấn đề với Joe Biden. Thì một trong hai câu hỏi này lại là vấn đề của Đài Loan. Có nghĩa là Đài Loan nằm ở cái vị trí, nằm ở cái vị trí mà Joe Biden phải đi tới quyết định để củng cố lòng tin ở khu vực Nam Thái Bình Dương và củng cố lòng tin của các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Joe Biden phải đi những cái bước mạnh bạo hơn để mà xác nhận cái chủ quyền của Đài Loan và cái độc lập của Đài Loan. Tại vì nếu không làm điều này thì coi như các quốc gia Á Châu vẫn giữ thái độ gọi là lơ lửng giữa trời, và nó sẽ gây khó khăn cho cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu. Thì quý vị, do đó tại sao vấn đề Đài Loan nó trở thành tâm điểm và Joe Biden bắt đầu đi những cái bước mạnh bạo hơn. Hôm nay ông ta ký để ủng hộ Đài Loan vào trong cái Đại Hội đồng Y tế Thế giới và có vai trò quan sát viên trong Tổ chức Y tế Thế giới một cách chính thức thành luật luôn. Thì có nghĩa đây là cái bước đầu tiên của Joe Biden. Và bước thứ hai của Joe Biden là những chuyến viếng thăm chính thức của các nhân vật trong nội các của ông ta. Lần trước thì ông ta gửi cái người đứng đầu của Bộ Y tế, tức là một cái bộ không quan trọng, với danh nghĩa chống đại dịch tới Đài Loan.
Thì quý vị, đây chỉ là vấn đề hợp tác chống đại dịch. Thì Trung Quốc không phản ứng mạnh lắm, mặc dù đã gửi mấy chục chiếc máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Rồi đợt trước khi mà có tin là bà Wendy Sherman là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tới thăm Đài Loan, là Trung Quốc quyết liệt phản ứng rồi. Và họ phản ứng lần thứ ba là chuyện của bà Nancy Pelosi, khiến cho bà này phải viện cớ là bị dương tính với COVID không đi Đài Loan, nhưng cuối cùng bà ta lại đi tới Ukraine. Có nghĩa là chính quyền Joe Biden đã áp lực Nancy Pelosi là không nên tới Đài Loan trong giai đoạn này gây khiêu khích. Mặc dù sau đó thì quý vị thấy là ông Lindsey Graham, thượng nghị sĩ của Thượng viện, đã dẫn một phái đoàn qua Đài Loan. Nhưng mà ổng là thành viên của Thượng viện, không phải là người đứng đầu Thượng viện. Người đứng đầu Thượng viện là ba nhân vật. Thứ nhất là bà Kamala Harris, chủ tịch Thượng viện. Thứ hai là hai nhân vật bao gồm cả chủ tịch thiểu số và chủ tịch đa số đều không đi. Do đó Lindsey Graham là một thành viên quan trọng nhưng không có cái vai trò lớn ở Thượng viện. Ngược lại bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện, đứng đầu một nửa quốc hội của Hoa Kỳ. Thì quý vị, do đó Trung Quốc phản ứng mạnh khiến cho chính quyền Joe Biden không muốn gọi là đi một cái mức quá, đã áp lực bà Pelosi là không nên tới Đài Loan trong lúc này. Tại vì nó chưa phải là thời gian thích hợp. Tại vì Joe Biden muốn đưa tất cả những cái thành viên ở trong nội các của ta đi trước. Do đó, cái chuyến 2024 mà ông Biden tới Nhật Bản và Nam Hàn, tôi thì không nghĩ rằng Joe Biden sẽ đi qua Đài Loan. Đó là thứ nhất. Thứ hai, ngay sau khi ký cái dự luật này, tức là biến nó thành luật ủng hộ Đài Loan, thì other side, Joe Biden sẽ vuốt Trung Quốc xuống bằng cách là tháo gỡ một số lệnh thuế đánh vào mặt hàng của Trung Quốc. Mà mấy bữa nay quý vị đã thấy rục rịch là bà Janet Yellen, bà Gina Raimondo là Bộ trưởng Thương mại, và kể cả người đứng đầu cuộc mậu dịch là bà Catherine Tai, đã có ý định tháo gỡ một số những cái sắc thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc rồi. Có nghĩa là Joe Biden chơi cái kiểu mà vừa đấm vừa xoa, tức là một mặt đi thiệt mạnh rồi một mặt khác lại thả ra cái này để xoa dịu Cộng sản Trung Quốc. Thì họ đánh một cú mạnh, xong cái họ xoa lại, họ đánh thêm một cú mạnh, họ xoa lại. Tức là cái chiến lược của Joe Biden cuối cùng từ đây tới năm 2024, tức là trước khi mà ông ta tái tranh cử lại, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ thúc đẩy cái việc độc lập cho Đài Loan. Bây giờ thì tại vì phải ký sớm trước ngày 22 tây, là bởi vì ký sớm thì Hoa Kỳ mới có, tức là Bộ Ngoại giao mới có cái chiến lược để vận động các quốc gia khác, những quốc gia nhận tài trợ của Hoa Kỳ, những quốc gia sắp sửa ký những cái thỏa ước với Hoa Kỳ về vấn đề mậu dịch hay là vấn đề tài trợ kinh tế, thì Hoa Kỳ sẽ đính kèm vào trong đó là cái điều kiện bỏ phiếu cho Đài Loan. Thì quý vị, đây là cách mà Joe Biden đối phó lại với Trung Quốc gây ảnh hưởng. Trung Quốc dùng cái món nợ của các quốc gia khác, nợ của họ, để áp lực những quốc gia này bỏ phiếu chống Đài Loan vô trong cái Đại hội đồng Y tế Thế giới. Thì bây giờ Hoa Kỳ dùng đúng lại chiêu này để áp lực những quốc gia đó. Thì quý vị, tình hình này nó sẽ cho quý vị thấy là Joe Biden chơi chiến thuật vừa đấm vừa xoa, tức là tháo gỡ một số sắc lệnh thuế thì áp dụng ngay cái lệnh gọi là ủng hộ Đài Loan, rồi đợt tới thì có thể ông ta sẽ phái một thành viên trong nội các, tức là thành viên cao cấp, thứ trưởng hay là bộ trưởng của các ngành quan trọng, trong đó là ngành Bộ Quốc phòng và bên phía Bộ Ngoại giao, hay là đích thân bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chánh, có thể viếng thăm Đài Loan, hay là bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại, và cũng có thể là bà Catherine Tai là người đứng đầu Bộ Mậu dịch để viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Tức là Joe Biden sẽ phái một thành viên nội các quan trọng của ông ta. Ngược lại, cái bước kế tiếp mà có thể là chưa tới mức đó, thì có thể là Joe Biden sẽ cho tiếp kiến một viên chức cao cấp đại diện cho chính quyền Đài Loan tới Hoa Kỳ. Trong đó không loại trừ bà Thái Anh Văn thăm viếng Hoa Kỳ một cách chính thức, hay là phó tổng thống của bà là ông William Lai. Đây là những cái bước kế tiếp từ đây tới cuối năm và từ đây tới cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Joe Biden sẽ thúc đẩy thêm một số những cái bước mạnh hơn để cuối cùng đi tới cái mục tiêu cuối cùng,
là xóa bỏ cái bản đồng thuận năm 1982, tức là China, One China Policy, hay còn gọi là One China Principle. Thì quý vị, đây là cái, tôi nghĩ đó là cái chiến lược của Joe Biden. Tại vì Đài Loan đang đóng vai trò khá quan trọng trên ba lĩnh vực. Thứ nhất là cái lĩnh vực về kinh tế, thứ hai là lĩnh vực về quân sự, thứ ba là lĩnh vực về gọi là sức khỏe công cộng. Và Đài Loan lại phù hợp với cái chính sách Joe Biden. Đài Loan đang thúc đẩy cái năng lượng xanh. Vừa rồi họ bỏ phiếu là không chấp nhận thêm một cái nhà máy nguyên tử để cung cấp nguồn điện. Có nghĩa là Đài Loan bắt đầu chuyển dần qua và sẽ xây dựng trên những cái đảo quốc của họ những cái phong điện, tức là quạt gió, để mà cung cấp cái nguồn điện cho Đài Loan. Thứ nhất là tránh dần cái sự lệ thuộc năng lượng từ những quốc gia như là Nga hay là Iran, đồng thời là cung cấp cái nguồn năng lượng xanh. Thì Đài Loan đang đi cái chính sách nó lại thích hợp với lại cái nghị trình của Joe Biden nữa. Do đó quý vị, Joe Biden ở cái thế, có thể nói là ở cái thế không bỏ Đài Loan được. Không bỏ Đài Loan được. Và ông ta đang tìm cách gọi là đi dần tới cái việc mà quyết định. Tại vì trong nhiệm kỳ của ông ta, tôi nghĩ là cái lúc mà thích hợp cho Hoa Kỳ đưa ra cái quyết định hủy bỏ cái One China Principle. Và nếu đi tới cái bước này thì Tập Cận Bình sẽ nhận không nổi. Có nghĩa Joe Biden có thể sẽ không khiêu khích Tập Cận Bình bằng cách là đợi sau cuộc bầu cử ông ta mới đi cái chính sách này, tức là loại bỏ cái chính sách One China Principle. Còn trước khi bầu cử của Trung Quốc thì ông ta không để cho Tập Cận Bình bị khiêu khích và bị áp lực quá nặng. Trong khi đó quý vị, thì Tập Cận Bình ở cái thế khác, giống như sáng nay tôi có nói là ông ta ở thế ngồi trên lửa. Ngay bây giờ mà không tấn công Đài Loan thì khi Đảng Cộng Hòa lên thêm những chính sách cứng rắn thừa nhận Đài Loan độc lập thì coi như là Trung Quốc hết cơ hội. Trung Quốc sẽ không còn cơ hội đánh chiếm Đài Loan nữa. Tại vì lúc đó là cả thế giới sẽ tập trung vào Trung Quốc. Do đó từ đây cho tới cái khu vực, cái cuộc bầu cử ở tại Trung Quốc, Tập Cận Bình phải đưa ra một cái quyết định đánh Đài Loan hay không. Nếu không đánh thì sẽ mất luôn cơ hội. Mà nếu đánh thì Tập Cận Bình lại đối diện với một cái risky rất lớn, tức là thúc đẩy sự cô lập Trung Quốc nhanh hơn. Tương tự như Nga, tương tự như cuộc chiến của Nga tại Ukraine, thì Hoa Kỳ vì bảo vệ Đài Loan sẽ áp đặt tất cả những cái lệnh cấm vận nhắm vào Trung Quốc, mà nó còn gay gắt hơn cả Nga nữa và toàn diện hơn cả Nga nữa. Thì lúc đó coi như là nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị cô lập nhanh hơn nếu tấn công đảo quốc Đài Loan. Nhưng nếu không tấn công đảo quốc Đài Loan, thứ nhất ông ta sẽ không nắm vững được cái ghế lãnh đạo kế tiếp, và thứ hai là sẽ mất luôn cơ hội nếu như Đảng Cộng Hòa nắm lại quyền đa số. Đảng Cộng Hòa nắm lại quyền đa số tại Hoa Kỳ từ đây cho tới 24 và 26, coi như là Cộng sản Trung Quốc sẽ không còn cơ hội. Tại vì Đảng Cộng Hòa sẽ áp đặt tất cả những cái luật lệ gay gắt nhất để bảo vệ cho Đài Loan. Quý vị thấy đó, chính họ còn áp lực Joe Biden tới Đài Loan mà. Thì họ đang có cái quy tắc là gọi là against, chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, việc này cho quý vị thấy rõ là Trung Quốc đang phải đối diện với cái bài toán Đài Loan. Ngược lại, Joe Biden cũng đang lệ thuộc vào bài toán Đài Loan để thuyết phục tất cả những quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương và củng cố lòng tin của những quốc gia này, đặc biệt là Philippines. Philippines vừa đổi tổng thống Duterte, ông Ferdinand Marcos Jr. là đồng minh của Duterte, mà Duterte là kẻ thân Trung Quốc, trong khi Ferdinand Marcos lại đưa cái chiêu bài chống Trung Quốc ở trên Biển Đông để thắng cử. Thì bây giờ Ferdinand Marcos vẫn đang nằm trong tình trạng lơ lửng, chưa có một cái chính sách rõ nét về cái việc mà Philippines sẽ có cái chính sách đối ngoại như thế nào. Do đó Joe Biden cần phải khẳng định và củng cố lòng tin. Thứ nhất là tháo lệnh cấm vận với lại Ferdinand Marcos Jr. ra. Thứ hai là thúc đẩy cái việc hợp tác và thúc đẩy Philippines hợp tác với Đài Loan để mà bắt đầu củng cố lòng tin. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái quan trọng, tức là Joe Biden cần Đài Loan để củng cố Á Châu.
Tập Cận Bình cần lấy Đài Loan để củng cố cái vị thế cai trị của ông ta ở trong nước. Cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc đều thấy Đài Loan là cái tâm điểm. Và cuối cùng quý vị, Đài Loan đã trở thành một cái quyết định then chốt. Và tôi nghĩ rằng bây giờ chính quyền Joe Biden đang thúc đẩy mạnh mẽ cái việc mà hỗ trợ cho Đài Loan là một trong những cái bước kế tiếp để mà tháo gỡ luôn cái One China Principle. Và khi tháo gỡ cái này ra, có nghĩa ngày mà tháo gỡ cái này ra là ngày Trung Quốc sẽ tấn công đảo quốc Đài Loan, không tránh khỏi. Tại Bắc Kinh không thể để cho Đài Loan độc lập được, giống như tôi đã phân tích trước đây, nó nằm chận trước Trung Quốc. Và Đài Loan độc lập có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên đảo quốc Đài Loan. Do đó, Bắc Kinh cũng ở thế không thể để cho Đài Loan độc lập. Và cái ngày mà Joe Biden tháo gỡ cái One China Principle hay là One China Policy, thì ngày đó tôi nghĩ là eo biển Đài Loan sẽ chính thức bước vào cuộc xung đột vũ trang. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong trong cái Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay liên quan tới cái sắc lệnh mới của Biden. Nói là sắc lệnh thì không đúng, mà cái luật ông ta ký dựa trên cái sự thông qua của Quốc hội ủng hộ cho Đài Loan có vai trò trong tổ chức Đại hội đồng Y tế Thế giới, và tổ chức Y tế Thế giới là cái bước dần dần tiến tới việc tháo bỏ cái chính sách một nước Trung Quốc để thừa nhận độc lập của Đài Loan. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Cập Nhật buổi chiều tối. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.